chú mừng sang văn tam đi chú mừng tiên biến đỉnh số ba đi nhất sáng đi hôm nay. Phong thường đằng nhiều đề tối linh tây thiên tam đạo địa linh Chúa bà giáng thế ngự đồng lai lo
tâm thử lòng trần thế chữ chữ tâm. Sinh ra tốt được bằng lời ca đôi núi bao la sương mờ nhạt nhòa.
một phương hội họp đi đã tháng ngày, ăn cho tiền tốt lụa mày, bông lộc cho lắm về đây cho nhiều, bàn cho sạch nhất sang nhiều. Ý à, nguyên con chàng coi phục thờ 30 mùng một ngày 14 hôm rằm, 30 mùng một hôm rằm mười.
cây đường đi lạng cao điện ngã tư phố ép đi sau lưng đền cây phủ rêu ghi nhìn đường lên màn bắc sơn lâm ý màu xanh mênh mông núi thẳm bao quanh dòng ngà uốn núi sớm tan sương nguyệt tối trăng in nghe lưu lô chim hót hòa mi What?
người tiểu phu. Nghe tiếng sáo diêu vang tiếng là phi vũ, kỳ âm nước chảy như du na phim đàn sơn lầm tài chi hữu tình. Thầy đang nhang niệm phật tử bi ý ai hà hà. Bài sai à, bài sai thập đi có biết là hắn điều nào thắm dịu là vượt qua biết đó là bà sông đông sông hoa. Người tiên nữ
chút xíu ta mang. Đây khơi khơi để bạc sức vàng, đem cho họ miếng biếc giàu sang đời đời. Phía sau xem bói bằng lá trầu quả cau.